Điều họ âm thầm muốn bạn tự hiểu là gì? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn ngẫu nhiên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất có thể. Và đối tôi đang thắc mắc không biết cái nửa kia của mình đang nghĩ gì, hoặc các bạn đang ngắt kết nối, không còn liên lạc. Thì trong trải bài này các bạn có lá 5 gậy, kế đến nữa là các bạn có lá 6 tiền, tiếp theo nữa là chúng ta có lá 5 ly. Năng lượng dạo này của trải bài á, mình hay bóc lên được là cái 6 tiền của các bạn. Và vấn đề mà hai bạn gặp phải, nếu như các bạn đang trong một mối quan hệ, thì nó đại diện cho những tranh cãi, những cái xung đột. Bạn và đối tác của bạn đã có thể là không có nói chuyện, hay là các bạn đã không nhìn mặt nhau khi cái lá bài này xuất hiện. Nó chỉ ra rằng có sự bực bội, khó chịu, hoặc có cái gì dồn nén có thể dẫn đến sự bất đồng trong cái mối quan hệ này. Khi mà một số cặp tình yêu đã phát triển mạnh trong mối quan hệ, thì mối quan hệ này rất là nảy lửa, bởi vì cuộc đấu trí tranh giành ai đúng ai sai lại khiến cho đôi bên rơi ra những cái mối bất hòa, căng thẳng. Đây là không phải một điểm xấu các bạn. Khi mà các bạn biết được cái vấn đề là một mối quan hệ cần sự hài hòa, cho thấy rằng bạn phải cần kiểm soát lại cái tình huống, lắng nghe lẫn nhau nhiều hơn, hợp tác và hỏi hiệp. Cái sự nhỏ nhen hoặc cái sự tự ái cao hoặc là không tôn trọng nhau sẽ không có giúp gì cho cái mối quan hệ của hai bạn tiến triển hết á. Và nếu như các bạn vẫn còn độc thân á, thì cái lá bài này xuất hiện. Hiện tại là các bạn sẽ có cái nhiều cái vệ tinh xung quanh và họ đang cạnh tranh với nhau để hun hút sự chú ý của bạn. Do đó các bạn phải dùng lý trí của mình chọn một người thích hợp nhất có thể nhé. Lá bài này xuất hiện nói ra cái tình yêu của bạn, cái đối tác của bạn chính là cái người rất là ngang tài ngang sức với bạn về trí thức, về kinh nghiệm sống. Do bạn hoặc là người đó không có quen thuộc với những gì mà cạnh tranh với nhau trong tình yêu, nhưng đây thực sự là cái trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì nơi nào có sự cạnh tranh và bạn biết tôn trọng đối thủ của mình, tức là người yêu mình, thì bạn sẽ tự mình rất đứng vững. Do đó các bạn hãy cố gắng là phân tán cái năng lượng mình ra để cho mình tránh những cái xung đột và chịu nhìn nhận quan điểm của đối tác mình. Từ đó các bạn sẽ không có gặp những cái trở ngại và rắc rối trong tình cảm của hai người. Và có một cái số bạn á, cái người mà bạn phải lòng có thể đang được người khác theo đuổi. Dù vậy bạn cũng phải nên cố gắng hết sức. Bạn nên cần biết á, là mình phải làm cái gì đó để có thể giúp cho mối quan hệ này phát triển. Nếu như cảm thấy không có được thì bạn cũng nên là buông tay. Đừng có giữ những cái người mà không muốn ở bên cạnh mình. Họ đã có cái ánh nhìn khác hoặc thuộc về một trái tim khác. Và năng lượng của xung đột này là cái rất là nhẹ nhàng. Đây là một cuộc cạnh tranh hào hứng thôi. Nếu các bạn chịu bỏ qua thì mọi chuyện đều tốt đẹp hết á. Và cái sự cạnh tranh này á, là một trong hai bạn chỉ muốn thể hiện cái tôi của bản thân mà thôi. Cái kiểu đánh khẽ, cái kiểu mà cạnh tranh giận hờn vu vơ. Và một trong hai bạn đang có một nỗi lo lắng là thiếu hòa hợp trong tình yêu. Có thể là ai đó đang cảm thấy là thiếu tự tin về bản thân của mình. Suy nghĩ quá nhiều khiến cho họ trở nên rất là nhạy cảm. Do đó là các bạn phải nên dẹp bỏ cái tự tin để bước vào mối quan hệ này một cách chính thức. Và nguyên nhân của vấn đề này xảy ra là do mối quan hệ của hai bạn đang thiếu sự cân bằng. Một trong hai người muốn giữ thế là tiên phong trong cái mối quan hệ tình cảm. Và có thể một trong hai đang bị lạm dụng hoặc là vào cái bản chất tốt đẹp của người kia. Một người thì cho đi quá nhiều, một con người là không có đem lại được gì hết. Đây là một sự thiếu cân bằng trong mối quan hệ, có thể dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng nếu như các bạn không điều chỉnh. Bởi vì sự yêu thương cần phải có yêu thương qua lại, có cho và nhận. Hoặc là một trong hai đang có sự ích kỷ và chỉ biết cho bản thân mình, chỉ nghĩ đến là suy nghĩ của mình muốn gì và làm gì, không để ý đến cảm xúc cũng như là muốn chăm sóc cho mối quan hệ. Do đó có thể là mất lòng cái đối tác còn lại.
Có thể là bạn sẽ đặt ra những cái rào cản khi mà không có sự tiếp cận cởi mở và tử tế bởi người khác. Khi nào bạn có sự cởi mở và hào phóng về lợi ích của mình và của người khác, thì từ đó các bạn mới có sự hòa hợp trong tình cảm. Cố gắng đi tìm lại sự cân bằng và cởi mở với khả năng gặp gỡ và tin tưởng vào một người nào đó. Thì từ đây bạn mới mở rộng được tầm mắt và bạn sẽ biết được là đâu là cái tình yêu đích thực cho mình, một tình yêu của sự cân bằng giữa cho và nhận. Và có dấu hiệu trong mối quan hệ này á, một trong hai bạn là một người vẫn còn đang đi học hoặc là còn đang tìm kiếm công việc thích hợp. Bởi vì họ đang đi tìm bản thân, cảm thấy bản thân mình chưa có đạt được cái gì trong xã hội hết á. Và ở một số trường hợp là trong mối quan hệ này có sự phân biệt giữa giàu và nghèo. Một người cảm thấy là thua thiệt so với người kia. Và giải pháp trong cái vấn đề này là một trong hai bạn đang gặp một cái vấn đề rất là đau buồn cũng như thất vọng về một cái việc gì đó. Và việc này có liên quan đến những người sống xung quanh như là gia đình, cha mẹ hoặc là anh chị em, khiến cho bạn cảm thấy rất là đau khổ. Tuy nhiên những khó khăn nó sẽ đi qua rất là nhanh khi mà bạn hay người đó biết làm chủ cảm xúc và sử dụng cái nguồn năng lực của mình. Bởi vì con đường phía trước tuy nó không ngắn, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được là những gì mình cần phải làm. Và nên cẩn trọng hơn trong những cái suy nghĩ và cũng như cái quyết định thật là chín chắn để bước tiếp. Và có một cái lời khuyên là đừng nên làm cái gì đó gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ thân tình lâu dài từ xưa giờ. Vì niềm tin mất đi khó có thể lấy được lắm các bạn. Và nhìn vào lá bài, các bạn sẽ thấy cái người đàn ông cứ chăm chăm nhìn vào những cái ly đã đổ vỡ mà không chịu ngoảnh mặt lại nhìn những cái lá ly sau lưng mình còn nguyên vẹn. Đây là đại diện sơ cho những cơ hội và tiềm năng. Tất cả những gì mà người này cần làm là cần phải quay lưng lại để xem chúng và cầm nắm cũng như quyết định tương lai mình. Và có một cái gì đó khiến cho cái người này muốn rời khỏi cái tổ ấm của mình, nơi mà cái người này cảm thấy an toàn và muốn nghỉ ngơi. Đây là một cái thông điệp là để xây dựng lại một cây cầu thì cần phải bỏ lại quá khứ ở phía sau và tận dụng tốt nhất những gì còn lại ở nơi bạn, cái năng lượng của bạn. Bạn thực sự có thể làm được. Chứ không nên tập trung vào những cảm xúc tiêu cực hay là cảm thấy là mình bị không ổn định, tập trung vào sự mất mát. Và có thể một trong hai bạn quá tập trung vào cái cảm giác mất mát của mình mà để trượt đi những cái đối tác tiềm năng, những cái người mà có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho các bạn. Một trong hai bạn vẫn còn suy nghĩ đến tình yêu cũ mà không tập trung 100% vào mối quan hệ của hiện tại. Do đó vấn đề ở đây là cần phải giải quyết cảm xúc này nếu bạn muốn cái mối quan hệ hiện tại của mình phát triển hơn. Và có một cái sự sợ hãi là sợ bị bỏ rơi, bởi vì mình cảm thấy là mình không phù hợp với người còn lại. Do đó mình phải vượt qua được cái bản thân mình tự tin hơn. Và một trong hai đang có sự kìm nén cơn giận cũng như kìm nén cảm xúc, giấu nhẹm đi những cái nỗi đau trong quá khứ, bởi vì họ không có biết giải phóng nỗi đau ra ngoài, không có tha thứ cho người khác và tha thứ cho bản thân. Do đó phải cân nhắc đến những cái liệu pháp hoặc chữa bệnh bằng năng lượng để giúp cái người này đẩy lùi ra những cảm giác tiêu cực. Lời khuyên là các bạn nên đối diện với những thất bại và khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi á, cuộc sống nó không thể nằm trong sự tính toán của mình được. Và có một điều là bởi vì cái sự ích kỷ của ai đó đã cố chấp và muốn làm quá lên mọi thứ, bởi vì cái sự ích kỷ mà làm tổn thương người khác cũng như là muốn từ bỏ tất cả. Hãy nhìn vào cái sự tích cực hơn trong vấn đề, hơn là chỉ nhìn thấy cái mặt tiêu cực. Khi một vấn đề xảy ra giữa hai người, tôn trọng nhau là một điều tiên quyết. Bởi vì trách móc hay là tiếc nuối những điều xảy ra là không có làm tốt đẹp hơn trong mối quan hệ này. Đó chính là những gì mà cái lá bài này muốn nhắn nhủ đến các bạn. Và thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn thông qua lá bài Oracle là gì? Chính các bạn là cái người phải đi đốt đuốc
tìm thấy cái sự chân thật ở nơi chính mình, bỏ qua những cái thất vọng cũng như không đạt được trong cuộc sống, phải làm việc với chính bản thân để cho phép bạn trở nên tốt đẹp hơn theo sự hướng dẫn của các thiên thần. Và những cái việc này họ sẽ đồng hành cùng các bạn, trở thành người bạn lúc nào cũng bên cạnh, rất là trung thành, hướng cho bạn tới một cái việc là thành công hơn trong tất cả cái đường mà bạn đã lựa chọn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.